Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu tới mọi người một chiếc máy cấp nguồn đa năng của hãng Miseng. Thông số của cái nguồn này là đây là cái mã của nó là MS3010D, tương ứng là 30V 10A. Đó. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp và test nguồn cho các bạn xem nhé. Hiện tại cái nguồn này thì bên mình đang có 3 mã, 4 mã. Đó là 30V 5A này, 30V 10A, 60V 5A và 60V 10A. Đó, thì bây giờ hiện tại mình đang lấy con 30V 10A để test cho các bạn xem. Và những cái con kia là 60V 5A, 60V 10A, 30V 5A cũng đều hoạt động như thế. Cũng đều một cái giao diện và nguyên lý hoạt động đều như thế. Đó, đây là phần bên trong của cái hộp máy đấy. Đó. Đây là tất cả những cái phụ kiện khi mà mình mua máy và mình nhận về sẽ được như này. Một cái máy cấp nguồn này, dây kẹp cá sấu và một cái dây nguồn 220. Đầu tiên mình sẽ đo cái kích thước tổng thể bên ngoài cho mọi người xem nhé. Chiều dài 26 phân, 26 cm. Chiều rộng 13 cm. Đây, 13 cm. Đây là chiều cao. Tính cả đế là 16 cm luôn. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn và đo dòng và đo tải luôn. Thử tải để xem nguồn nó chạy có đúng không nhá mọi người nhá. Và đây là nguồn của chúng ta. Về nhìn cơ bản thì rất là đẹp. Sắc nét đẹp. Nhìn cũng chắc chắn. À, và đặc biệt là phần bên trong cái mạch này mọi người nhá, nó không phải là biến áp thường đâu, mà nó là biến áp xung. Cho nên là nhiều bác khách hỏi là có phải là biến áp thường hay biến áp thường không, thì em trả lời là đây là biến áp xung nhá mọi người nhá. Biến áp xung hiệu suất rất là cao. Nếu mà mình cấp nguồn, nếu mà mình dùng xong ấy, mình không cần phải tắt cũng được. Tại vì nó là nguồn xung cho nên là nó hoạt động rất là bền, mình có thể cắm 24/24. Trong trường hợp mà các bác quên không tắt ấy, thì cũng không sao, không ảnh hưởng gì đến nguồn đâu. Biến áp kia thì mình cắm cả ngày thì cắm lâu ấy, thì nó sẽ tạo ra nhiệt độ. Đây là cái phần kết nối với cầu đấu nhá, cầu đấu để nối ra điện áp bên ngoài. Đó. Cấp nguồn. Các bác cấp điện lưới 220V. Cắm vào cái rắc ở đằng sau máy đây. Và hiện tại ở đằng sau máy cũng đã có in rõ các mã rồi. QC, tem QC này. Hãng Miseng, DC Power Supply này. MS3010D. Điện lưới 220V 50Hz này. Đầu ra là output DC 0-30A, 0-30V và 0-10A. Cái này là hàng từ Nhật, từ Trung Quốc nha mọi người nhé. Đây. Đây là mình đã kết nối xong cái nguồn rồi nhá. Dây dẫn các thứ đã kết nối xong. Bây giờ mình sẽ cắm nguồn, cắm vào điện lưới và bật lên để cho mọi người xem. Bật công tắc này. Đó. Hiện tại nó sẽ về phần hiển thị nhé. Về phần hiển thị và điều khiển này, nó sẽ chia ra. Ở bên chỗ này hắt sang là hiển thị của dòng ampe. Và hai cái đúng này là điều chỉnh giới hạn dòng đầu ra. Phần bên đây là hiển thị điện áp. Và hai cái đúng điều chỉnh điện áp đầu ra. Đây, đầu ra thì mình có thể chỉnh này, từ thấp nhất là 0.2 mấy volt này, 0.1 đây. Đó mọi người nhá, nó còn xuống được nữa này. Và bây giờ mình sẽ chỉnh lên cao nhất này. Đó, có hai núm 31,6 volt. Bây giờ mình sẽ giải thích hai núm nhá.
cái núm bên phải này là cái núm điều hiện tại nó đang có dấu phẩy ở đây 26,2 nhé. Khi mà mình điều chỉnh ấy, nó sẽ thay đổi theo cái phần nhiều là cái số vun. Ví dụ là 23 này, 22, 21, 20. Còn cái núm bên trái này nó sẽ điều chỉnh cái độ đằng số đằng sau dấu phẩy 17,9 này xuống này 17,8, 17,7 đó. Nó sẽ điều chỉnh cái phần đầu ra nó chỉ sai số trong khoảng 1 vôn thôi, 1 vôn hoặc 2 vôn đấy mọi người nha. Đang 17,5 này, 17,6, 17,8, 17,9 đó. Để cho khi các bác test nguồn đầu ra ấy, ví dụ cái nó chạy khoảng tầm 3,3 vôn thì điều chỉnh bằng cái núm bên này, điều chỉnh cái điện áp 0, mấy vôn nó rất là dễ đó. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái đồng hồ vạn năng để mình đo được cái, để mình đo cái điện áp đầu ra xem nó có chính xác không nhé. Để thang 60V này. Rồi kẹp cái dây đồng hồ vạn năng vào cái dây cắp nguồn. 10,7, chính xác 10,7 luôn. Tăng lên này, 15,7, cái này 15,53, chênh nhau 0,2. Thực ra cái chênh nhau 0,2 này mình vẫn có thể điều chỉnh cho cái, cho cái màn hình hiển thị của nguồn này thành 15,53 được. Đó là bằng cách là mình sẽ dùng cái tô vít hai cạnh nhỏ ấy, mình xoáy vào cái chỗ phần cái con ốc nhỏ này thì nó sẽ điều chỉnh cái giá trị hiển thị. Đấy là cái điều chỉnh độ sai số của đĩa đầu ra. Thì tương tự như vậy, cái phần nó dòng cũng thế. Thực ra thì mình thấy nó chênh nhau 0,2, nhưng mà đây là phần mình test nguồn qua cho nên là mình không chỉnh nữa. Các bạn nếu mà các bạn muốn chỉnh cho nó chính xác được như này thì bạn chỉ cần xoáy cái con chiếc áp nhỏ này. Đó, nó lên mắc được hai cái này, được 29,8 này. 3 đây, 31,6. 0,5, 0,2. Đó mọi người nhá. Thì bây giờ mình sẽ test dòng. Điện áp mình đang để là 8,25. Đầu ra của nó này, các bạn chập hai que, chập hai cái đầu ra vào nhau. Đó, thì hiện tại dòng mắc của con này lên được 10A. 10A. 10A nhá. Đây là khi các bạn giới hạn đấy. Bây giờ các bạn ví dụ các bạn muốn giới hạn dòng đầu ra là 2A chẳng hạn. Thì các bạn xoáy con chiết áp này này. Xuống còn 2A. Đó. 2A này. Và tương tự như vậy các bạn cũng sẽ điều chỉnh cái độ đằng sau dấu phẩy này. 1, bao nhiêu đây này. Đấy, 1,4 mấy, 1,3 mấy đây này. Đấy, đây là cái cách giới hạn, đây là cái cách để mình thiết lập được cái dòng điện ra bao nhiêu ampe. Thì khi mà, thì cho nên là khi mà mình cấp nguồn ấy, giả dụ cái tải của mình nó tốn quá hơn cái dòng mình, cái dòng mà mình giới hạn này này, thì mặc định cái nguồn này nó sẽ sụt áp xuống. Nó có một cái chế độ bảo vệ, để chế độ bảo vệ khi mà chống bị quá dòng. Đó. Và bây giờ mình sẽ lấy một cái động cơ để mình thử cái tải xem cái nguồn này nó đo dòng có đúng không nhé mọi người nhé. Điện áp mình đã để được 12,2. Ở đây mình có một con động cơ 775 chạy điện áp 12V. Đấy. Mình sẽ kẹp vào trong cái động cơ này. À, tại vì là cái dòng mình đang giới hạn được 1,5A cho nên đương nhiên nó sẽ bị sụt áp như lúc nãy mình nói đó. Bây giờ mình sẽ phải tăng cái này lên, mình sẽ tăng lên giá trị mắc luôn. Tăng cái dòng lên mắc này. Cấp nguồn vào. Đó. Dòng giới hạn này. Dòng giới hạn được lên 6,8 hoặc lên 7, 7 mấy A luôn này. Đó mọi người nhá. Đó. Và cái dòng ở tốc độ không, cái tốc độ, cái dòng mà khi mà nó đã quay ở tốc độ không tải và ở tốc độ bình thường ấy thì là 1,5A. 1,5A. Rồi. Mình sẽ đo dòng bằng cái đồng hồ vạn năng này. Chuyển về thang đo dòng. Kẹp nó vào đây. Và dây còn lại của que đo là mình vào đây. Nguyên lý của đo dòng một chiều là mình sẽ mắc cái dây đo đồng hồ vạn năng, mắc nối tiếp với một dây của tải. Đó. Khi mà mình chạm vào, các bạn nhìn ở trên đồng hồ vạn năng và nhìn ở cái đồng hồ, ở cái màn hình của máy cấp nguồn này, nhìn đồng thời một lúc, nhìn để so sánh xem cái kết quả khi mà nó khởi động có đúng không nhé. Đó. 6A. Đây. Và đây là khi mà mình, khi đã chạy ở tốc độ trung bình 1,52A và 1, đây, ở đồng hồ vạn năng. Đó.
nó hiển thị rất là chính xác. Chênh, nó chênh nhau những cái nhỏ như này thì mình có thể nếu mà các bạn cần chi tiết thì các bạn có thể điều chỉnh hai con chữ F này. Còn hiện tại theo mình thì mình thấy nó đang không ảnh hưởng gì mấy. Nó hiển thị như thế này rất là chính xác rồi. Nó chênh nhau có 0,0 mấy ampere thôi, không ảnh hưởng lắm. Đó, cái nguồn này hoạt động rất là ổn định. Ở phần bên trong cấu tạo của bên cái nguồn này nha mọi người nha, nó là cái bến áp xung, không phải là bến áp, không phải bến áp thường đâu, nó là bến áp xung đấy. Cho nên là trong trường hợp mà các bạn dùng xong mà quên không ngắt đấy thì nó không ảnh hưởng nhá, tại vì bến áp xung nó hiệu suất nó cao, cho nên là nó có thể hoạt động cả ngày được. Nó sẽ giống như những cái nguồn camera hiện tại đây này, nó là bến áp xung, cho nên là trong trường hợp quên thì nó sẽ không bị làm nóng hoặc không bị cháy nổ gì nhá mọi người nhá. Thì hiện tại cái sản phẩm này thì bên mình đang bán, thì mình sẽ để cái link sản phẩm ở trong phần mô tả của video nhé. Nhưng các bác nào có cần có nhu cầu hay là cần tư vấn gì về sản phẩm ấy thì các bác cứ liên hệ qua website Linh Kỳ Việt Nam, mình có để ở trong phần mô tả ấy. Và mua hàng hay thủ tục như nào thì bên mình sẽ hỗ trợ tư vấn và gửi hàng cho các bác nhé. Em cảm ơn mọi người đã xem video.